Người thân cận chia sẻ về hồ sơ bệnh án của Phi Nhung. Vào tối ngày 1 tháng 10, anh Đỗ Quang Chí nghẹn ngào đăng đàn nói về hồ sơ bệnh án cùng sự kiên cường trong quá trình điều trị của Phi Nhung, thu hút sự chú ý từ đông đảo mọi người. Cụ thể, quản lý truyền thông của Phi Nhung cho biết, chị đã chiến đấu và chiến thắng. Trong hành trình chiến đấu với COVID-19, có lúc chị đã chiến thắng của cường. Theo thông báo từ hồ sơ bệnh án do bác sĩ điều trị cho chị đã hai lần có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 14 và ngày 22 tháng 9. Đó là lúc mà chúng tôi hờ hợi thông báo chị đã khỏe hơn, kết quả điều trị tích cực hơn. Tận sâu trong trái tim mình, chúng tôi đã mong chờ ngày chị về nhà. Thậm chí chúng tôi đã lo rằng chị sẽ phải mất nhiều thời gian để tập hát lại, đi diễn lại, vì di chứng để lại không hề đơn giản. Thế nên khi nghe thông báo chị không qua khỏi, chúng tôi còn bàng hoàng hơn cả người ngoài. Chúng tôi không thể tin điều mình nghe thấy, nhưng sự thật nào có thể chối bỏ được. Chị đã kiên cường trong mọi hoàn cảnh, như bản chất chị có, nhưng có lẽ 40 ngày nằm viện đã khiến sức khỏe của chị kiệt quệ. Ý chí sự kiên cường của chị không dễ bị đánh gục, nhưng thể chất bị bào mòn bởi năm tháng. Chị ra đi nhưng tiếng cười luôn để lại. Sự kiên cường, lòng quyết tâm và tấm lòng của chị có mãi là nguồn cảm hứng cho người ở lại. Chào chị, người chị thân thương Phi Nhung Phạm. Ngày chị ra đi, số ca nhiễm COVID-19 tại Sài Gòn cũng thấp kỷ lục chưa từng có. Theo đó, anh Đỗ Quang Chí đã vô cùng bàng hoàng khi nhận được tin ca sĩ Phi Nhung qua đời. Bởi lẽ theo hồ sơ bệnh án, sức khỏe của Phi Nhung đã có những lúc chuyển biến tích cực khi nhận kết quả hai lần âm tính vào ngày 14 và ngày 22 tháng 9. Hơn nữa, quản lý truyền thông Phi Nhung cũng thấy rõ sự kiên cường, cố gắng của giọng ca bông điên điển trong quá trình điều trị COVID-19. Chia sẻ một phần nguyên nhân khiến cố ca sĩ không thể qua khỏi, anh Đỗ Quang Chí xúc động cho hay, chị đã kiên cường trong mọi hoàn cảnh, như bản chất chị có. Nhưng có lẽ 40 ngày nằm viện đã khiến sức khỏe của chị kiệt quệ, ý chí sự kiên cường của chị không dễ bị đánh gục, như thể chất dễ bị bào mòn bởi năm tháng. Trước những dòng tâm sự hồi tưởng kể trên, giới nghệ sĩ cùng khán giả nhanh chóng để lại bình luận, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Phi Nhung. Ước rằng có hai chữ giá như chị về Mỹ, giá như chị mẹ đã tiêm hai mũi vaccine, và giá như hai lần âm tính ấy, chị mẹ hồi phục luôn, chị mẹ hãy nghỉ ngơi ạ, cũng đã xứng đáng một kiếp người rồi, chỉ có đau thương và nước mắt hai ơi. Có những người ra đi để lại cho đời những di sản quý báu, đó là nhân cách của họ. Sự ngưỡng mộ và tấm lòng Bồ Tát của chị, xin cúi đầu chào chị với tất cả lòng biết ơn và kính trọng.